Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik nhận ra nhiều tin vui trước thềm AFF Cup. V-League và giải hạng nhất mang tới nhiều tin vui cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trước đợt tập trung tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2024. Sắp tới ngày mà tuyển Việt Nam tập trung, huấn luyện viên Kim Sang-sik đón nhận nhiều thông tin vui từ sự tỏa sáng của các cầu thủ mà ông quan tâm tại V-League và hạng nhất. Điều này giúp cho chiến lược gia người Hàn Quốc vơi đi áp lực với mục tiêu vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Trên sân Gò Đậu, Bình Dương tưởng như có trận đấu khó khăn khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai bất bại từ đầu giải, nhưng đội chủ nhà lại chơi như lên đồng với điểm nhấn là cú đúp của tiền đạo Tiến Linh. Tính tới thời điểm này, cầu thủ sinh năm 1997 có 6 bàn thắng sau 6 trận đấu, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2024-2025. Trong bối cảnh mà tuyển Việt Nam không có nhiều tiền đạo giỏi, Tiến Linh vẫn là chân sút chủ lực dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cùng với Tiến Linh, trung vệ Quế Ngọc Hải đánh dấu sự trở lại với màn trình diễn ấn tượng. Anh cùng với các cầu thủ ở hàng phòng ngự khóa chặt những mũi nhọn của Hoàng Anh Gia Lai, khiến cho đội khách bất lực trong việc ghi bàn. Cũng ở trận đấu này, tiền vệ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa tỏa sáng với bàn thắng tại phút 64 và rất nhiều pha bóng thông minh đồng đội. Dù còn trẻ nhưng Minh Khoa thi đấu đầy kinh nghiệm, có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân. Không chỉ nhận được lời khen của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Minh Khoa còn ghi điểm với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ở tuyển Việt Nam có nhiều tiền vệ chất lượng, nhưng với một cầu thủ ngày một tiến bộ và khát khao cống hiến như là Minh Khoa, chắc chắn sẽ khiến cho ông Kim phải cân nhắc. Trên sân Thanh Hóa, bàn thắng của Hai Long ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu lại mang về một điểm quý giá cho Hà Nội FC. Thường xuyên lên tuyển Việt Nam nhưng Hai Long chủ yếu đóng vai trò là dự bị. Tiền vệ đội bóng thủ đô lại đang nỗ lực khẳng định năng lực để chờ vào cơ hội được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin dùng. Tại hàng đẫy, cả ba bàn thắng của Công an Hà Nội đều được ghi do công của các ngoại binh, nhưng không thể không nhắc tới màn thể hiện của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Sau khi được huấn luyện viên Paul King tung vào sân, cầu thủ này hoạt động cực rộng, đóng vai là chim mồi thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống để các đồng đội của mình ghi bàn. Tại giải hạng nhất, ngoài Đặng Văn Lâm tiếp tục thể hiện phong độ ổn định tại câu lạc bộ Ninh Bình, Công Phượng cũng lần đầu tiên lên tiếng với cú đúp giúp Bình Phượng đánh bại Long An 2-0. Dù cho tiền đạo sinh năm 1995 phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện thể lực và khả năng phối hợp với đồng đội, nhưng rõ ràng anh đang tìm lại phong độ sau gần 2 năm dự bị ở Nhật Bản. Từ nay tới khi mà tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 21 tháng 11, Công Phượng còn 3 trận đấu nữa tại giải hạng nhất. Và đây là khoảng thời gian rất quan trọng để cho tiền đạo người Nghệ An ghi điểm với huấn luyện viên Kim Sang-sik, tìm ra tấm vé trở lại với đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có dám thử nhân tố mới cho kỳ AFF Cup hay không? Những khó khăn về lực lượng của tuyển Việt Nam có vẻ như đang được tháo gỡ. Thế nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là huấn luyện viên Kim Sang-sik liệu có dám thử cái mới? Vòng 6 sôi động. Vòng 6 V-League mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam khá nhiều niềm vui với các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Việc nhiều trụ cột tìm lại sự hứng khởi và tỏa sáng để giúp cho câu lạc bộ của họ giành những chiến thắng quan trọng khiến cho ông thầy người Hàn Quốc vơi đi áp lực trong bối cảnh AFF Cup 2024 đang đến rất gần. Tuy nhiên điều khiến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm thấy hài lòng hơn, nó nằm ở chỗ vòng 6 chứng kiến nhiều gương mặt cả mới, cũ, vốn chưa nhiều cơ hội để thể hiện trong màu áo tuyển Việt Nam giữa thời của ông, cũng có màn thể hiện vô cùng ấn tượng. Có thể kể đến là Minh Khoa, Việt Cường, Minh Trọng, Văn Xuân chẳng hạn. Đáng nói thì phần lớn các cầu thủ nói trên đều chơi rất ổn kể từ đầu mùa và tới vòng 6 lại tỏa sáng rực rỡ, trở thành những gợi ý đối với thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho đợt tập trung sắp tới. Chờ ông Kim Sang-sik thử. Nhìn lại những đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, có thể nhận thấy được ông Kim Sang-sik vẫn chưa tắt tay với các quyết định về mặt nhân sự. Phần lớn các cầu thủ ở 3 đợt tập trung đều khá cũ, được gọi thông qua cảm tính nhiều hơn dựa trên phong độ. Quyết định này cũng là dễ hiểu bởi trước đó thuyền trưởng của tuyển Việt Nam gần như không có nhiều thời gian theo dõi V-League nên bắt buộc phải dùng nhóm cựu binh. Nhưng với những gì đang diễn ra ở V-League vào lúc này thì có lẽ ông Kim Sang-sik bắt đầu cần phải tính tới những sự bổ sung mới nhằm tạo ra động lực lớn hơn cho tuyển Việt Nam. Và như từng phân tích, ông thầy người Hàn Quốc cần sự dũng cảm, cởi mở hơn thay vì cố gắng trông chờ vào các cựu binh mà không phải ai cũng còn nhiều động lực và chinh phục mục tiêu. Nói huấn luyện viên Kim Sang-sik cần dũng cảm là vì thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2024 thực sự lại không còn quá nhiều, nên vào lúc này những thay đổi về mặt con người lại tương đối mạo hiểm. Tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc cũng cần phải nhớ là chặng đường vừa qua dưới sự dẫn dắt của mình, tuyển Việt Nam vẫn không ổn để giờ làm thêm phép thử nữa cũng là hợp lý. Indonesia buông AFF Cup và thời cơ của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Nhà cầm quân Shin Tae-yong của tuyển Indonesia xác nhận chỉ đưa các cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi đá giải AFF Cup vào cuối năm nay. Và đây là một cơ hội lớn dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik mơ mộng đến ngôi vô địch Đông Nam Á. Thầy trò ông Kim Sang-sik góp mặt tại AFF Cup diễn ra từ ngày 8 tháng 12 2024 đến ngày 5 tháng 1 của năm 2025, nằm ở bảng B gồm các đội tuyển Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Đông Timor ở bảng A. Và với việc đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Indonesia, chỉ sử dụng cầu thủ trẻ, cơ hội cho tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi nhất bảng để tránh Thái Lan là nằm trong tầm tay. Vì sao mà ông Shin Tae-yong lại đưa cầu thủ dưới 22 tuổi đá AFF Cup? Đội tuyển Indonesia hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng bảng C cho vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với 3 điểm sau 4 trận đấu. Do chỉ có 2 đội xếp đầu bảng mới giành được quyền trực tiếp tham dự vòng chung kết cúp thế giới, nên mục tiêu lấy vé trực tiếp của thầy trò Shin Tae-yong là quá khó khăn. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia cảm thấy mục tiêu thực tế nhất là giành quyền vào vòng 4, dành cho hai đội hạng 3 và 4 của bảng C tranh vé vớt. Huấn luyện viên Shin cũng đồng tình với quan điểm của PSSI và muốn tập trung toàn lực cho tuyển quốc gia nhằm giành vé đi tiếp. Đây là nguyên nhân chính khiến cho ông thầy người Hàn Quốc chấp nhận đưa các cầu thủ dưới 22 tuổi tham dự AFF Cup 2024. Bởi vì chỉ sử dụng đội tuyển U22 đá giải Đông Nam Á nên huấn luyện viên Shin Tae-yong lại không dám đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2024. Đúng là đội của chúng tôi sẽ chơi AFF Cup bằng lứa U22 quốc gia. Tất nhiên các cầu thủ trẻ Indonesia sẽ thiếu đi năng lực so với những đội khác, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và rất hy vọng giúp cho các học trò chơi đến trận chung kết. Quyết định của PSSI và ông Shin cũng đồng nghĩa là đội tuyển Indonesia không có những cầu thủ xuất sắc nhất ở AFF Cup 2024. Tuy nhiên họ cũng có mục tiêu riêng, đó là thử lửa các tuyển thủ trẻ như một cách đầu tư cho tương lai. Bên cạnh việc tránh phức tạp khi triệu tập cầu thủ giàu kinh nghiệm, do lịch thi đấu bận rộn và AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA, đội tuyển Indonesia từng bị các câu lạc bộ trong nước phản ứng và bất hợp tác vì cho gọi những trụ cột của họ khi giải vô địch vẫn đang diễn ra. Hơn nữa, AFF Cup lại không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA, nên ông Shin dường như gặp khó vì không thể triệu tập các cầu thủ từ châu Âu quay trở về. Ông thầy người Hàn Quốc lần này sẽ thử nghiệm càng nhiều cầu thủ đã chơi ở League One càng tốt để cho mặt trận Đông Nam Á. Thời cơ của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Khi mà Indonesia chấp nhận đá bằng lứa trẻ ở giải Đông Nam Á cũng đồng nghĩa với khả năng tranh chấp ngôi vô địch là rất thấp. Nếu như không muốn nói là buông, đấy chính là thời cơ cho huấn luyện viên Kim Sang-sik để lấy điểm trong mắt người yêu bóng đá Việt Nam. Nhớ là sau buổi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 diễn ra tại Hà Nội hồi cuối tháng 5, ông Kim Sang-sik nói rõ mục tiêu của ông cùng các học trò đó là đăng quang Đông Nam Á, dù hai đối thủ chính Indonesia và Philippines là không hề dễ chơi. Thực chất, ông thầy người Hàn Quốc mới nói đúng chỉ có một nửa, bởi vì tuyển Việt Nam đã từng có 2 lần thắng được Philippines ở vòng loại World Cup 2026, nhưng 2 lần để thua Indonesia cũng tại sân chơi này, chưa kể một cú ngã ngựa tại Asian Cup 2024. Có nghĩa là Indonesia luôn là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trên mọi đấu trường. Chắc chắn ông Kim không thể nào quên tiền nhiệm Juse do thua đội bóng Indonesia, có thứ hạng FIFA kém hơn, hiện là 130 và 119. Bóng đá Việt Nam từng là khắc tinh của họ, nên ông thầy người Pháp mới bị mất việc. Vì thế nhiệm vụ tìm lại thói quen chiến thắng của Indonesia cho các học trò cũng là yếu tố khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Kim Sang-sik ít nhất là không bị giữa đường gãy cánh trong bản hợp đồng 2 năm rưỡi. Vấn đề còn lại của huấn luyện viên Kim chuẩn bị chú đáo cho các học trò ở sân chơi Đông Nam Á chỉ còn một tháng nữa là khai cuộc. Dĩ nhiên cơ hội cho tuyển Việt Nam đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B là không quá khó. Khi mà đội bóng lớn Indonesia đá bằng lứa U22 và Philippines lại chưa phải là đối thủ xứng tầm. Cách chính là ở vòng bán kết, đội tuyển Việt Nam có thể tránh Thái Lan nhưng sẽ phải chạm trán với Malaysia hoặc là Singapore để tìm đường vào chung kết mới nghĩ đến ngôi vô địch. Giữa tháng 11 này, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đích thân sang Indonesia do thám lối chơi của đối thủ này ở vòng loại thứ 3 World Cup, gặp lại Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Dù thành phần họ chơi tại AFF Cup là không giống nhau, đội tuyển Việt Nam cũng có một chuyến tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2024.